Chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Nghỉ Đệm Vô Giá. Chúc người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình lại đi đập hộp nha. Người ta có tiền đập hộp giày, đập hộp điện thoại này kia, mình có mỗi đập hộp đồ ăn thôi. Toàn đồ ăn rẻ tiền ha. Nên mình sẽ đập hộp xíu mại nha. Mình thả chút xíu hành vào cho nó thơm. Đó. Đây, đập hộp là hộp xíu mại nha. Đó, thương hiệu truyền ký giờ sẽ đổ nồi trước nha. À, giá của nó đây này, 16.600 nha. Nhìn thấy không? Đấy. Hương vị mới rất là thơm nha. Hương chú ra. À, lì với chúng tôi. Đó, 4 viên. Thơm lắm, để sẽ đi chén này đã. Tráng sơ thôi, một tí mình sẽ chén lại bằng nước nóng nha. Bật bếp. Đó. Đó, cái này được làm xíu mại sốt cà này. Làm thịt heo này, cà chua này, mỡ heo này, củ sắn này, hành, tỏi, nước lột thịt heo này, bột năng này, đường, muối, bột điều màu, chất điều vị, chất ổn định, hương thịt tổng hợp nha. Đây, có thể dùng ngay hoặc luộc cả hộp trong nước sôi 10 phút này trước khi mở hộp này. Đó, rất nhiều cách để làm nha. Đó, thương hiệu Tuyền Ký này. Đó, sốt cà nha. Vận chuyển xin nhẹ tay này, hạn sử dụng là 24 tháng nha. Đó, ngày sản xuất hạn đụng đây này, mọi thấy không? Trên cái nắp hộp á. Đó, giờ sắp được rồi. Sẽ nhỏ tí xíu. Mỗi người chọn cho mình một niềm vui trong cuộc sống. Người thì làm này làm kia thấy vui, người thì làm này làm nọ thấy vui nha. Cái này có 4 viên tất cả này. Cái xíu mại ở trước mình làm là một viên to luôn nha. Cái này là thành 4 viên. Nhà 4 người là vừa đủ luôn, nhà mình 4 người vừa đủ ăn luôn. Cũng một viên. Ừ. Đã không? Đó, nó sôi lên thêm một tí nữa là mình nếm được rồi. Đó, sôi đó. Giờ nó đang có bệnh gì viêm cầu lợn ấy. Mọi người phải ăn chín uống sôi cho cẩn thận nha. Mình có ăn không sôi dễ bị nguy hiểm nha. À, mọi người thử với nha. Trời ơi, cái nước sốt là thơm cực, ngon luôn nha. À, mình thấy cái cà chua này làm vừa phải này, không có độ đậm cà chua như là đợt trước họ đã từng bán, mình đã từng ăn loại xíu mặn kia nha. Là cái nước sốt này vừa ăn luôn, nè, mọi người nhìn thịt đã không? Tiêu đổ trong mọi người nha. Đã rồi, cũng ngon. Tuyệt vời nha, ăn kiểu như là nhân bánh bao á, mà ngon hơn bánh bao, làm vừa ăn hơn, nhưng nó làm nhuyễn thịt hơn. Nói chung là ăn rất là ngon, vừa ăn luôn, không cần phải thêm bất cứ thứ gì nữa nha. Bốn được 4 viên thịt, thịt xay mềm, nhuyễn. Rồi cái mỡ, họ làm từ mỡ heo ra, nó béo ngậy à. Ăn cực kỳ ngon luôn nha. Cái nước họ sốt này, điều này cải tiến hơn, làm đậm đà hơn, không có nhiều cà chua như trước nha. Nên là vị cà chua rất là nhẹ thoáng luôn. Đa phần là vị thịt cực kỳ ngon luôn đấy, mình đánh giá rất là cao nha. Mọi người có thể mua về dùng thử cho mình ý kiến đánh giá nha. Cảm ơn mọi người yêu quý xem hết video của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào mọi người nha.